Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Sườn Minh Châu. Hôm nay Minh Châu sale cho các anh chị là 10 máy của thương hiệu Makute nha. Đây, cái dòng này mới về bây giờ là giá nó lên hết rồi nha, nhưng mà sale cho các anh chị 10 máy để giới thiệu sản phẩm dòng mới về luôn. Đây là ID003 màu mới này các anh chị. Hôm nay sale luôn với giá là 500 thôi, cho nó chặn các anh chị một máy như vậy nha, 500.000. Đây, máy thì đi kèm theo những cái gì này, tay nắm phù này. Thân máy và một cái khóa mở. Đây, khóa mở đầu mang răng nha các bác chị, thép trắng luôn. Đó, phiếu bảo hành, sách hướng dẫn và một cặp thang xe cua này các bác chị nha, một cặp thang xe cua này, một cái thước cự luôn. Đây, con máy của chúng ta rất là nặng luôn. Dòng này thì trước đây là bán 650 một máy này các bác chị. Hôm nay sale luôn 500 này cho một con máy như vậy, các anh chị sử dụng là tuyệt vời luôn. Có mã là ID003 nha các anh chị. Điện sử dụng là 220V cho đến 240V, 5 đến 60 Hz, công suất là 710W và tốc độ là từ 0 cho đến 2800 vòng trên một phút, sử dụng đầu khoảng là 13mm các anh chị. Dòng này là thương hiệu Sasuke, làm theo công nghệ của Nhật, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật nhưng mà lắp ráp là tại Trung Quốc nha các anh chị. Đây, công tắc này, đảo chiều đây các bác chị, và công tắc khởi động máy này, đúng điều chỉnh mạnh yếu này, cái này chạy nhanh chạy chậm là ở đây này các bác chị, khóa công tắc luôn. Và đằng sau nó được bọc su để chống trơn trượt, khi mà mình cầm nó không bị ra mồ hôi tay, nó không bị trơn nha. Đuôi chuột thì có cái chỗ để mình gắn cái khóa vô đây luôn, đó, để đây và xài không sợi mất nha. Cái này thì bao cho các bác chị xài công trình luôn. Dòng này Minh Châu bán hầu như tỷ lệ lỗi mà về động cơ là cực kỳ ít, cho nên bảo hành cho các bác chị là 1 năm luôn để các bác chị yên tâm sử dụng nha. Đầu là đầu kim loại này, 13 ly đầu kim loại luôn, tem kiểm định sản phẩm này các bác chị. Và bên trong là cánh quạt, các bác chị có thể nhìn thấy ở đây này, ruột đồng nhôm thép 100% nha. Con máy cầm rất là nặng luôn, được bảo hành 1 năm để các bác chị yên tâm sử dụng, thương hiệu Makute nha, thương hiệu Nhật nha. Và giá bán chỉ có chặn 500.000 cho một con máy như vậy, các bác chị có thể sở hữu sử dụng cài bừa trong các công trình luôn. Đó, một con máy như vậy Minh Châu sẽ test thử cho các bác chị thấy khả năng làm việc nha. Đây, nghe tiếng máy không là thấy phê rồi. Đó, cực kỳ êm luôn các bác chị ạ. Tay nắm này mình có thể gắn vô ở đây. Đó, gắn cái tay nắm vô cho nhìn cho nó hoàn tráng các bác chị ạ. Rồi gắn cái thước cự vô luôn. Cái thước này mình để mình dùng để mình canh chừng cái tường của mình, thí dụ tường 10 phân thì mình khoan khoảng lộ khoảng 5 phân, 3 phân gì đó thì mình có cái thước cự này để mình đo, không bị chọt thẳng qua tường nhà hàng xóm nha. Ồ, tuyệt vời chưa? Rất là chu đáo đầy đủ luôn. Đây là có công tắc giảm tốc luôn để mình sử dụng luôn. Mạnh lên này. Đó, tốc độ nó từ 0 cho đến 2800 vòng là mà các bác chị, cho nên là sử dụng rất là tuyệt vời luôn, được bảo hành 12 tháng và giá bán chỉ có 500.000. Các bác chị ai có nhu cầu thì trực tiếp đến các cửa hàng của Máy Sườn Minh Châu nhé, hoặc gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi để xem những video tiếp theo mà Minh Châu lên, phù hợp dòng nào thì mình ủng hộ Minh Châu nhé. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Chào tạm biệt các bác chị.